Rồi, ok, hello anh em, là em Kiên đây. Rất vui khi được gặp lại tất cả nhiều anh em trong video clip mới ngày hôm nay ha. Thì lời chúc đầu tiên cho em Kiên xin phép được chúc sức khỏe đến tất cả những người anh em đang xem kênh YouTube của em Kiên nha. Chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe và gặt hái được thật nhiều điều mà anh em mình mong muốn ha. Hôm nay em Kiên đã quay trở lại với anh em thì cũng lâu rồi, gần như là cũng hơn 10 ngày em Kiên chưa ra video clip để mà lên giới thiệu với anh em ha. Thì cũng khá là nhớ anh em. Thì đâm ra là hôm nay em Kiên đã quay trở lại với anh em và muốn mang đến cho anh em một số mẫu sản phẩm ha. Hôm nay em Kiên sẽ lên pilot Alpha Industry chính hãng và dòng pilot trực thăng. Bữa giờ anh em hỏi cũng khá là nhiều ha. Hôm nay em Kiên sẽ tiếp tục lên sóng để mà giới thiệu cho anh em mình. Rồi không làm mất thời gian của anh em mình nữa nha. Đừng quên số điện thoại của em Kiên luôn để ở phía dưới góc trái màn hình nha anh em, là 0767608997, cũng đồng thời là số Zalo của em Kiên luôn nha. Nếu mà anh em xem video cho em Kiên xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi không làm mất thời gian của anh em nữa, em Kiên sẽ lên mẫu sản phẩm đầu tiên để mà giới thiệu với anh em mình nha. Vậy rồi, ở đây anh em thấy giùm, trước mà anh em là một con Alpha Industry chính hãng mới cứng 100% chưa qua sử dụng ha. Con này là em Kiên order tại store của Mỹ nha anh em, và ship về Việt Nam để mà muốn mang đến giới thiệu với anh em mình. Trước khi vào mẫu sản phẩm này, em Kiên sẽ giới thiệu tổng thể bên ngoài trước ha. Về phần cái bao, cái mác này của nó là nó có bao gồm một cái mã code này ha, một cái mã code và một cái bao của store Alpha Industry Mỹ á, thì nó có dập cái logo Alpha Industry và kèm một cái hàng chữ Alpha Industry ở đây ha. Và cái chú ý này. Rồi trước khi mà vào mã sản phẩm, em Kiên sẽ vào ở cái store, sẽ vào cái store để mà cho anh em xem về cái phần giá trước ha. Hiện tại bây giờ nếu anh em mình tự order trên store của Alpha Industry tại Mỹ ha, thì giá con này nó dao động tầm 5.466.000, em Kiên cho là 5.4 đi ha, là chưa bao gồm phí ship. Cách đây 3 ngày màu xanh ô liu này hiện tại hết hàng anh em, và nó chỉ mới có nhận đặt hàng cách đây 3 ngày thôi ha. Ngày hôm nay thì nó mới nhận đặt hàng lại thôi. Đó, thì nếu mà anh em mình tự order và đặt hàng ở trên Alpha Industry Store ha, thì nó sẽ rơi vào 30 ngày đặt hàng và 15 ngày ship về, thì nó sẽ chiếm mất khá là nhiều thời gian của anh em mình. Lúc đó coi như là mình hết muốn mua luôn rồi, thiệt sự luôn á. Đó, thì hôm nay cái buổi live ngày hôm nay em Kiên muốn mang đến cho anh em, nếu anh em mình nào đang tìm kiếm một con pilot Alpha chính hãng từ trong store của Mỹ mới cứng 100%, mà cái hôm nay sẽ là một sự lựa chọn của anh em ha. Hôm nay gọi là cái deal cực kỳ hợp lý cho anh em mình luôn. Giá trên store hiện tại là 5.550.000 chưa bao gồm ship. Hôm nay em Kiên bán với loại là cái giá cực kỳ tình thương mến thương cho anh em mình luôn nha. Rồi bây giờ em Kiên xin phép được khui hàng con này, xin phép được khui hàng con này để mà giới thiệu với anh em mình nha. Đây Alpha Industry ha. Giờ em Kiên xin phép được khui hàng để mà giới thiệu với anh em mình trước. Hôm nay em Kiên về được hai size để mà phục vụ cho anh em mình nha. Size M, size medium và size large. Size medium và size large ha. Dòng này là được sản xuất sau 2000. Sau 2000 ha, trước 2000 là nó sẽ được đặt nhà máy và gia công tại Mỹ ha. Và sau gần như là nếu mà đặt hàng Alpha Industry của Mỹ mà nó đặt nhà máy tại Mỹ á, thì gần như là cái phí nhân công của nó gần như là gấp 10 lần cái chi phí của các quốc gia khác ha. Thì đâm ra sau 2000 thì hàng Alpha Industry của Mỹ á, nó đã tất cả các đơn hàng của nó là nó đều đặt nhà máy tại Quảng Châu hết rồi ha. Như con này là sau 2000 ha. Sau 2000. Thì em sẽ cho anh em xem về cái tổng thể của áo này trước ha. Con này thì mới cứng 100% thì em Kiên không cần phải giải thích quá nhiều nữa rồi ha.
mới cứng 100%. Vậy đây, con này em Kiên sẽ cho anh em xem về cái phần tem mát của nó trước ha. Con này nó có cho anh em thêm một cái bộ nút phụ kiện nữa, một cái bộ nút phụ kiện của nó ha. Khi mà cái con áo nó có vấn đề gì anh em mình có thể thay vào rất là dễ ha. Con này là size medium, con này là size medium ha. Được cái là đây, Alpha Industry, con này là size medium. Alpha Industry nha nè, Alpha Industry. Con này là size size medium. Con này thì nó không có ghi made in USA hay là made in China gì hết, nó chỉ ghi là chữ Northwear USA ha. Con này là được gia công tại Quảng Châu ha, do thằng Alpha Industry Store của Mỹ nó đặt nhà máy tại Quảng Châu ha. Con này được sử dụng hài khóa nhôm 10 ly kép ha. Alpha Industry là nó chia làm hai loại, anh em nên lưu ý giúp cho em kia nha, chia làm hai loại. Một dòng là khóa đồng, một dòng là khóa nhôm ha. Khóa nhôm nó sẽ được phủ một lớp sơn bảo dưỡng nhôm, bảo dưỡng cái chất nhôm trùng màu theo màu áo ha. Bình thường thì anh em mình biết rồi, khóa đồng thì lúc nào nó cũng sẽ bền hơn là cái khóa nhôm ha, nó sẽ có cái tuổi thọ bền hơn là khóa nhôm. Thì đâm ra cái thằng khóa nhôm này bắt buộc nó muốn đẹp thì nó phải phủ thêm một cái lớp, gọi là cái lớp sơn mà bảo dưỡng, cái lớp sơn bảo dưỡng cái nước gam, cái nước gam sơn để bảo dưỡng dưỡng cái chất nhôm á này. Đấy. Rồi giờ em là sẽ người khui hàng nó mặc thử cho anh em luôn. Mặc thử cho anh em mình ha. Con này là màu xanh ô liu ha. Anh em mình xem về cái chất bò giúp cho em kia nha. Ở đây. Mới tin thì anh em mình không cần phải bài nữa rồi. Về cái chất của thằng Alpha Industry ha, anh em mình đã biết quá nhiều rồi. Cái chất nó rất là mịn, và cái bo len của nó mặc nó rất cực kỳ thoải mái nha nè. Ở đây, anh em thấy em lên form được không? Em Kiên là 75kg, cao 1m73 nha nè. Mặc con size medium này thì cũng vừa. Đấy, Alpha Industry nè, Alpha Industry nè. Con này là sâu 2000 ha. Thường đặc trưng những cái dòng sâu 2000 nó có, em Kiên không biết là những cái dòng mà trước hai đa số nha, những cái dòng mà Alpha Industry trước 2000 á, thì theo em Kiên được biết là nó sẽ chưa có hai cái gọi là hai cái đầu đạn anh em, hai cái đầu đạn dắt viết để mà chống khi mà anh em mình dắt những cái cây viết vào, những cái cây viết vào á, khi mà anh em mình dắt những cái cây viết vào thì nó sẽ không có bị chảy mực làm hư con áo ha. Ở đây hai cái đầu đạn nè, hai đầu đạn nhựa ha. Và kèm theo bộ phụ kiện của Alpha Industry là nó có cái gọi là cái dây remove before fly này, dây remove before fly này ha. Anh em mình có thể gắn ở đây làm điểm nhấn con áo này ha. Ở đây Alpha Industry chính hãng ha. Đấy, cái này là cái đặc trưng của thằng Alpha Industry mà cái phụ kiện của nó bỏ vào rồi. Tại vì một con áo khi mà anh em order trên store nó 5 triệu mấy lần, mà hôm nay gọi là cái deal cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Rồi, em Kiên sẽ lên, em Kiên bây giờ em Kiên sẽ đo đi, đo vai, lưng, tay con áo này cho anh em mình cùng nhau tham khảo nha. Và dòng này là nó được sử dụng hệ khóa nhôm 10 ly kép nha anh em. Hệ khóa nhôm 10 ly kép là cả mặt trước và mặt sau ha. Anh em mình có thể lộn con áo lại là đi 8 cây số mình vẫn còn thấy luôn á. Đấy, Alpha Industry thì anh em mình không cần phải chờ xanh ô liu, màu hiện tại giờ đang hết hàng rồi. Rồi,
Vai con này là 48 ha. Vai con này là 48. Vai 48, lưng là 65. Vai 48, lưng 65 và tay là 64 ha, 65 64. Vai 48, lưng 65 và tay 65 ha. À, nó sẽ lưng con này nó sẽ dài hơn một chút xíu để anh em mình mặc đồ cho nó thoải mái, tại vì đa số á ở những cái con mà Alpha Dresser trước 2000 á thì lưng nó chỉ có 60 thôi. Nó sẽ gịch lên trên này thì đa số anh em mình sẽ không có bị thích nhiều ha. Đó, những cái dòng sau 2000 thì nó lưng nó đã là 65 rồi. Thành ra mặc lên đồ nhìn nó cũng chỉnh chu hơn nhiều ha. Đó là ý kiến cá nhân của em. Dạ. Rồi, buổi live ngày hôm nay gọi là cái giá deal cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Cho anh em nào tầm 65 đến 75 kg, cao 1m68 quay đầu, làm mặt đẹp cho em kiên con này nha. Em kiên về được hai size medium và large ha. Anh em nào ưng một cái con Alpha Industry chính hãng, ngày hôm nay em kiên bán với giá là gọi là 3.500.000 nha anh em. 3.500.000 gần như là một nửa giá so với anh em tự order trên store ha. 3.500.000 cho một con Alpha Industry chính hãng mới cứng 100%, chưa sử dụng còn tác ha. Rồi, anh em nào ưng chốt cho em kiên cái mã là B1 nha anh em. B1, em kiên bán con này với giá là 3.500.000. Rồi, giá cực kỳ hợp lý, gọi hôm nay gọi là cái săn, anh em nào săn deal ngày hôm nay là cực kỳ hợp lý luôn. 3.500.000 cho một anh em, cho anh em nào mà hiện tại đang tìm kiếm một con Alpha Industry chính hãng ha, thì buổi live ngày hôm nay sẽ một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho anh em mình nha. Cho anh em mình nha. Đấy, để chụp tấm hình làm nền coi. Rồi, em Kiên sẽ tiếp tục lên giới thiệu mã sản phẩm thứ hai cho anh em mình nha. Dạ rồi, sản phẩm thứ hai em Kiên sẽ tiếp tục lên giới thiệu mã sản phẩm thứ hai cho anh em mình nha. Rồi, trước mặt anh em, bữa giờ anh em hay hỏi em Kiên nhiều nè. Đó. Bữa giờ anh em hay hỏi em Kiên nhiều nè. Trước mặt anh em là một con pilot trực thăng nha anh em. Trước mặt anh em là một con pilot trực thăng ha. Con này là được sản xuất năm 1980. Em sẽ cho anh em mình xem vài cái phần tem trước ha. Con này là được sản xuất năm 1980 ha. Do nhà thầu Lancer Clothing Craft. Đứng ra làm nhà thầu. Thì năm 1980 được coi là một trong những thế hệ đầu tiên của dòng pilot trực thăng cải tiến nha anh em. Một trong những dòng pilot đầu một trong những cái năm mà đầu tiên sản xuất ra dòng pilot trực thăng cải tiến ha. Bởi em sẽ cho anh em xem về tổng thể của cái con áo này nha. Đấy. Anh em nào cần gì thêm ở con áo này? Thì có thể alo cho em Kiên hoặc là nhắn tin cho em Kiên qua số Zalo em Kiên để ở phía bên dưới nha anh em. Rồi. Về năm 1980 này ha, vẫn được dòng pilot trực thăng này vẫn được sử dụng hệ khóa Scoville ha. Em không biết anh em mình thấy rõ không? Thấy rõ không ta? Dạ đây. Vẫn được sử dụng hệ khóa Scoville nha anh em. Đấy. Riêng về cá nhân của em á thì em lại thích về cái dòng khóa Scoville đuôi cá này hơn ha. Tại vì một trong những cái dòng thế hệ đầu tiên thì nó được sử dụng cái hệ khóa đuôi cá này thì nó nhìn nó có gì đó gọi là điểm đặc biệt hơn. Còn về những cái năm gọi là năm chín mấy nè, hay là sau 2000 là bây giờ nó xài cái hệ khóa vuông hết rồi. Nó không có còn xài cái hệ khóa đuôi cá như thế này nữa ha. Con này là bản mùa đông nha anh em, bản pilot mùa đông ha. Con này là rơi vào size medium regular ha, size medium regular. Thì nếu em cũng đã nói trên rất là nhiều video rồi ha. Riêng về dòng pilot trực thăng, đây thêm
tem hướng dẫn sử dụng vẫn còn trắng tinh nha nè, và cực kỳ sắc nét luôn ha. Giờ đây riêng về dòng pilot trực thăng ha, thì những cái size mà anh em mình dễ mặc nhất, em kia nói về cái size ha, là phải từ regular trở lên nha anh em, tức là medium regular hoặc là medium long thì anh em mình mặc nó mới ok được. Còn riêng về những cái mà gọi là medium short hay là small short á, tại vì cơ bản nếu mà size small regular này ha, con này là size medium regular ha, là chiều dài nó đã là 62-63 rồi, 62-63 rồi ha, thì anh em mình cứ nghĩ short thì nó sẽ ngắn đến chừng nào ha, short thì nó lại bị gịch lên tới trên này nữa, thì đa số anh em mình sẽ không thích về cái size short ha. Đó, anh em mình khi mua hàng anh em mình nên lưu ý về những cái số size của dòng pilot trực thăng này ha. Rồi anh Kiên sẽ lên form dáng cho anh em mình cùng nhau tham khảo ha. Con này thì bo, anh em xem về cái chất bo giúp cho em kia nha, nhỏ xíu à, bo cực kỳ khích luôn. Con này là riêng về dòng pilot trực thăng cổ bẻ. Về cá nhân của em á, thì em lại thích những cái dòng pilot trực thăng, những cái dòng mà gọi là pilot cổ bẻ nhiều hơn, như là gọi là form tàu hạm hoặc là form trực thăng á. Nhìn mặt lên người nhìn nó cực kỳ là sự nha anh em. Ở đây anh em xem về cái chất bo giúp cho em kia nha, chiếc bo gọi nó ôm khít luôn á. Anh em mình muốn biết được một con áo mà cái độ mới nó như thế nào, anh em tập trung gần như là 70% và là vào phần bo giúp cho em nha. Bo con nào mà còn khít còn ôm thì chứng tỏ cái con áo đó là nó cực kỳ ít sử dụng nha anh em. Và anh em xem về cái phần chân khóa nè, con này được sử dụng hệ khóa gọi là hệ khóa khớp anh em, Scoville khóa khớp ha. Ở đây đó, nó phải vô khớp như thế này thì anh em mình mới cài lên được ha. Rồi anh em xem về cái chân bố giúp cho em kia nha. Ở đây chân bố con này thì còn mới tinh nè, độ mới con này gần như là 98% nha anh em. Em kia là 75 kg, cao 1m73 thì đâm ra là không thế nào mặc vừa con này hết trơn á, cho nên nào mà tầm cỡ 60 đến 65 kg là sẽ mặc con này đẹp hơn ha. Về dòng pilot trực thăng cải tiến là nó có cái miếng dán Velcro ở đằng sau này ha, và đai cổ như này. Rồi Kiên sẽ lên thông số con này cho anh em mình cùng nhau tham khảo nha. Pilot trực thăng cực kỳ đẹp rồi, anh em mình không cần phải chê. Rồi anh chị sẽ lên thông số con này cho nên mình cùng nhau tham khảo nha. Dạ, con này cái bo của nó khít quá nè, tâm ra là mặt nó hơi bị ôm một chút xíu á. Bo hai tầng nha nè, bo hai tầng, chất bo đẹp gọi là đẹp rõ luôn á. Rồi em Kiên sẽ lên thông số con này cho nên mình cùng nhau tham khảo nha. Vai con này là 50 ha, vai con này là 50, lưng là 62 và tay là 59. Cho anh em nào tầm 60 đến 65 kg, cao 1m68, quay đầu là mặt cực kỳ đẹp cho em Kiên con này nha. Rồi em Kiên bán con này với giá là 4 triệu nha anh em, cho một con pilot trực thăng bản mùa đông ha, được sản xuất năm 1980, sử dụng hệ khóa đuôi cá Scoville ha. 4 triệu là cái giá cực kỳ hợp lý cho anh em tại thời điểm hiện tại nha anh em. Rồi 4 triệu anh em nào ưng và vừa cái con này ha, chốt cho em Kiên cái mã là B2 nha anh em. B2 con này cực kỳ đẹp luôn, đẹp không tì vết luôn á, độ mới trên 98%, rất là đẹp ha. Anh em nào cần gì thêm ở con áo này cứ alo trực tiếp cho em Kiên nha. Em Kiên sẽ gửi những cái hình ảnh mà anh em yêu cầu qua bên Zalo cho anh em nha. Rồi em Kiên xuống mã sản phẩm thứ hai, em Kiên sẽ tiếp tục lên mã sản phẩm thứ ba để mà giới thiệu cho anh em mình nha. Dạ rồi, em Kiên sẽ tiếp tục giới thiệu mẫu sản phẩm tiếp theo đến với anh em mình nha. Mẫu sản phẩm thứ ba nha anh em. Rồi trước màn hình anh em đang xem ha, là một con pilot tàu hạm bản mùa hè nha anh em. Con hồi nãy em Kiên lên đó,
con hồi nãy em Kiên lên sóng cho anh em á là mùa đông, còn con này là mùa hè nha anh em. À, con này là mới cứng 100%, chưa xe bọc ha. Thì con này là size medium long, em Kiên sẽ là người đầu tiên sẽ khui hàng em nó đi ha, khui hàng em nó để mà giới thiệu với anh em mình nha. Hôm nay cái live trước em Kiên cũng đã giới thiệu với anh em mình rồi, thì anh em mình đã hết rồi, thì hôm nay thì nó lại về hàng để mà tiếp tục giới thiệu cho anh em mình nha. Vậy rồi em Kiên sẽ khui hàng em nó đầu tiên ha. Mới cứng 100%, chưa qua sử dụng nha nè. Chất vải Aramid kháng lửa, hai con trực thăng, pilot trực thăng thì anh em mình biết rồi ha. Được sử dụng chất vải Aramid kháng lửa ha. Như là 7 tác chiến mùa hè này cũng như vậy thôi. Con này về form thiết kế của 7 mùa hè, em Kiên sẽ cho anh em xem về hai màu ha. Em Kiên sẽ cho anh em xem về hai màu đi. Con này là mã B2, em Kiên vừa mới lên sóng cho anh em nè. Còn con này là mã B3 nha anh em. Thì cái con bản mùa đông á thì nó lại có cái gọi là nó không có được có cái chất xanh nhiều hơn như là cái con bản mùa hè này ha. Cái con bản mùa hè này thì nó có một cái chất xanh rất là đẹp ha. Còn cái này gọi là cái màu xanh hanh đặc trưng của dòng pilot trực thăng rồi. Thì mình không có nói tới nữa ha. Con này được sử dụng hệ khóa Scoville nha nè. Con này là được sử dụng hệ khóa Scoville ha. Đây. Con này thì được sử dụng hệ khóa Scoville ha. Dòng này là được sản xuất năm 1986 ha. Nhưng mà nó nếu mà anh em mình xem kỹ thì anh em mình sẽ thấy được năm 1986 nha nè. Là do nhà thầu Avirex ha. Được hợp tác giữa hai nhà thầu Avirex và Hienlit Industry ha. Được sự hợp tác giữa hai nhà thầu Avirex và Hienlit Industry. Rồi được sản xuất năm 1986 ha. Độ mới thì mới cứng 100%. Anh em mình không có cần phải giải thích nhiều nữa rồi. Ở đây chân khóa nè. Chân khóa lúc nào nó cũng gọi là có cái chữ ở đây. Chưa qua sử dụng nha nè. Mới tinh. Còn trắng tinh nha nè. Chất vải Aramid kháng lửa ha. Dòng này là dòng 2 lớp. Rồi từ đó giờ anh em mua hàng pilot của em Kiên thì anh em mình cũng biết rồi ha. Đây, anh em xem cái chiếc bo giúp cho em Kiên nè. Đó anh em đã từng mua hàng pilot của em Kiên thì anh em biết rồi ha. Có sao em Kiên nói vậy ha. Hàng này nếu không phải chuẩn là hàng zin. Nếu không chuẩn là hàng zin nha. Một em Kiên đền 10 cho anh em. Đó, dày cho nó lẹ khỏi nó nhiều. Đấy, nếu hàng này không phải hàng zin, một em đền 10 cho anh em nha. Nên là anh em mình khi mua hàng anh em mình cứ yên tâm về cái vấn đề mà về tất cả những sản phẩm mà em Kiên mang đến giới thiệu cho anh em mình nha. Con này là size medium long nha anh em. Size medium long. Anh em thấy em Kiên lên form cực kỳ đẹp không? Size medium long mặc lên form nhìn nó cực kỳ đẹp luôn. Riêng về bản mùa hè này, riêng về bản mùa hè này ha. Được lợi thế là anh em mặc được cả hai mùa, mùa nóng và mùa lạnh ha. Nếu mùa lạnh anh em mình chỉ cần khoác một cái áo mà cho áo thun cho nó dày một tí, khoác con này lên là cực kỳ ấm rồi. Đấy, còn riêng mùa nóng thì con này mặc thì nó không có bị hầm nhiều ha. Chất vải Aramid kháng lửa nha nè, lên form cực đẹp luôn. Anh em xem về cái chất bò giúp cho em nha, bò len. Dòng pilot trực thăng 7 mùa hè này á thì nó lại không có cái miếng velcro dán này như là bản mùa đông ha. Đây. Đấy, 7 mùa hè thì nó lại không có. Rồi con này em Kiên cũng bán với giá là 3.800.000. Như cái like cũ nha nè, 3.800.000 mới cứng 100%. Rồi bây giờ em Kiên sẽ lên cái thấy thông số con này cho anh em mình cùng nhau tham khảo nha.
Vai con này là 50 ha, vai là 50. Chiều dài lưng của dòng này là 68 vì nó là size medium long nha anh em. Size medium long, tay là 68 ha. Cho anh em nào tầm cỡ 60 đến 70 kg mặc vẫn được con này nha anh em. Cao 1m7 là ok. Rồi em Kiên bán con này cũng với giá là 3.800.000 nha anh em, mới cứng 100%, giá cực kỳ hợp lý luôn. 3.800.000 cho một con pilot trực thăng bản mùa hè nha, được sản xuất năm 1986. Rồi anh em nào ưng chốt cho em Kiên cái mã là B3 nha em. Mã B3 nha anh em. B3, em Kiên bán con này với giá là 3.800.000. Dạ rồi. Đấy, anh em thấy lên form cực kỳ đẹp ha. Pilot trực thăng thì anh em mình không cần phải chơi rồi. Nó vẫn có gọi là cái miếng dán cổ ở bên này ha, màu cực kỳ đẹp luôn. Rồi em Kiên kết thúc buổi live ngày hôm nay ha. Chúc cho anh em thật nhiều sức khỏe và mong được sự đồng hành của anh em trong những video clip tiếp theo nha anh em. Cảm ơn em rất nhiều. Thân chào anh em.